này bố xa, bố xa toàn cứu cho người ăn xin đứng đây đương kiếm tiền ăn cơm chi. Nhìn lý bóng thằng đàn ông mặc váy trong trọng đã hết bao năm qua, dân trong cổng không nhà, ôm cờ ba que tơ ba que xó la cả ly tơi. Sao bây giờ khổ quá, ngày đêm lo kiếm tiền đóng thuê rồi trả cướp, lòng đau xót trời cao nào có thấu ác mộng của thiên đường. Ca ly ơi, trong cổng ơi, còn đâu nữa đứng đó mà mơ, và khổ kế khoác vào bộ chính cầm cờ quớ một tuần ba bốn lần là o tùng lum. Ca ly giờ biến thay trong cổng dòng thiên hùng. Chào tất cả các bạn nha, bài chơi cho vui. Ca ly đâu có phải thiên đường, ơi trời ơi toàn là quần bao năm qua. Ca ly sầu thê thảm, ngày ngày lo kiếm tiền. Nghe rõ không bà con ơi? Nhìn ngang mặt mày ngủ hết biệt. Nghe rõ không cả nhà ơi? Cho to lên để nghe hay. Chào cả nhà nhá, chào tất cả các bạn. Bài này ơi, trong cổng ơi, còn đâu nữa đứng đó mà mơ, già khu đê quát vào không phải là ai đó đấy. Một tấm ba bốn lần là o tùng lum. Ca ly giờ biến thay trong trọng dòng thiên hùng. Đây ca ly đâu có phải thiên đường, ơi trời ơi toàn là quần ăn bao năm qua. Ca ly sầu thê thảm, ngày ngày lo kiếm tiền sớm quay về tổ quốc. Nhìn ngỡ ngác mặt mày ngủ hết biệt trong cổng đường ngâm buồn lấy lấn và buồn xưa chất ngất. Hello, chào tất cả nhà. Này, suốt ngày ba chào cả nhà nhá. Hôm nào chị Nisa Vũ rủ chị Thái Ngọc Nhiên song ca nha. Chị đâu biết hát đâu, chị chỉ biết hát thôi. Hôm nào có dịp về gặp Thái Ngọc Nhiên cũng vui nhỉ. Chắc bọn thích thông cống mở phát thì kêu gọi quyên góp. Thì đương nhiên rồi, bây giờ các bạn biết không, thuê một cái chỗ đấy cũng bao nhiêu tiền rồi. Không quyên góp thì nãy giờ đâu ra mà làm cái đó đúng không? Chào các bạn nhá, mấy ngày nghỉ lễ có vui không? Bên này buồn thấy bà luôn, trời thì âm u.
gió to, trời âm mưu, không có đi đâu, ở nhà nên trên mạng chơi cho vui. Mình vừa mới lên trên mạng để tính đi đi mua bảo hiểm xe, tìm xem cái bảo hiểm đó nó rẻ. Các bạn biết bảo hiểm bao tiền không? 1.800 mấy chục đồng một năm đó. Đáng ra cái xe của mình nó không đến mức độ mắc như thế, nó không đến mức độ đắt tiền như thế, nhưng mà tại vì cái thằng con mình năm nay nó 17 tuổi, nó mới có bằng xong, nó mới thi được bằng. Cho nên khi mình add cái tên của nó, cho cái tên của nó vào ấy, cái xe của mình á, thì nó rất là đắt. Tại vì cái chúng nó mới lái xe cho nên nó chưa có kinh nghiệm. Chưa có kinh nghiệm thì khi mà mua xe, mua này kia các thứ, mua cái gì cũng đắt. Nhưng mà bắt buộc cũng phải cho tên nó vào. Lý do là tại vì nếu mà sau này á, chúng nó có xe, chúng nó mua xe mà nó có tên, mà nó lái, mà nó không xảy ra tai nạn cái gì đấy, thì nó mua được rẻ. Nếu mà mình không cho tên nó vào ấy, thì tại vì nó dưới 21 tuổi thì cái giá nó rất là đắt. Đó. Đây, bên này nó là xe cổ bảo hiểm rất là đắt. Mà các bạn biết không, nếu mà mình mua xe mới, mua mấy chục ngàn, thì mình đóng cái giá tiền bảo hiểm đó thì ok. Nhưng mà khi mà mình xe mình không phải xe mới, xe cũ, mà mình đóng mỗi một năm 2.000, gần 2.000 đồng, 2.000 đồng rồi hơn 2.000 cộng với lại tiền thuế đường nữa, ok, thì cái giá tiền đó các bạn tính đi, đi mấy năm đã, 5 năm đi, đã mất chục ngàn rồi, đúng không? Đó là lý do tại sao những người người ta có xe cũ, người ta mua một chiều thôi, người ta không có mua 2 chiều. Cho nên là hôm nay mình mới mới mua bảo hiểm, mình mới nhớ lại hôm ấy mình tranh luận với cái người ở bên Úc này, thì cái người đó nói là tại sao lại không mua 2 triệu, ai mà không muốn mua 2 triệu. Nhưng mà mình tính ra cái 2 triệu nó có lợi hay là 1 triệu nó có lợi, các bạn hiểu không? Bên này nó nắm chuyện lắm. Chị Lisa hát hay quá, chị đâu có biết hát đâu, chị biết hát rồi. Cái giọng chị nó khàn khàn nè, hát cho con Rocky nhà chị nó nghe thôi. Có là bậc cha mẹ hy sinh cho con là hạnh phúc mà cô. Thì nói chung là làm cha làm mẹ đẻ con ra đều phải có trách nhiệm với chúng nó thôi, chứ bây giờ biết làm sao giờ, đúng không? Mình không muốn có con thì mình không sinh nó ra, mà mình đã sinh nó ra thì mình phải có trách nhiệm với nó cho tới lúc nó trưởng thành. Nếu mà sau này cái cuộc đời của nó mà được gặp may mắn ấy, thì mình cũng cảm thấy mình hạnh phúc, mình vui cho cái cuộc đời của chúng nó. Mình cảm thấy ok, mình tạo chúng nó ra, chúng nó được hạnh phúc thì mình mừng. Nhưng nếu tạo chúng nó ra mà không có lo được cho chúng nó, mà chúng nó gặp những điều bất hạnh, thì mình cảm thấy rằng mình có lỗi. Tại vì mình mang nó đến cái cuộc đời này mà nó gặp những cái không may mắn, hay là cuộc đời nó không được như ý nguyện, hay là như thế nào đó, thì cũng do một phần là mình nữa. Cho nên đối với mình không bao giờ kể lể với con cái. Mình không có trông mong những cái gì ở những cái đứa con nó phải báo hiếu với mình cả. Nếu nó báo hiếu với mình, nó giống như là nó tốt với mình rất là hạnh phúc, mình cảm ơn, đúng không? Nhưng nếu chúng nó mà không có tốt với mình, hay là nó không có đền đáp mình, thì mình cũng chẳng có trách chúng nó. Đó là cái sự suy nghĩ của mình. Còn cái phong tục tập quán của người Việt Nam thì cũng rất là hay. Tại vì khi mà làm con thì phải có báo hiếu cho cha mẹ rồi này kia các thứ. Nhưng mà có một điều là khi mà những người cha, người mẹ đó luôn luôn vì con, vì cái, lo cho con đủ các thứ, nghĩ rằng mình làm tất cả vì con, ok, cái đó là đương nhiên rồi, cái đó là trách nhiệm của người cha, người mẹ. Nhưng
chúng ta làm cha làm mẹ cũng không nên trông chờ chúng nó quá. Tại vì nếu chúng nó tốt thì mình rất mình hạnh phúc, mà nếu chúng nó không tốt thì mình rất là đau khổ, đúng không? Mình không thể trách chúng nó được. Chào tất cả mọi người. Phu quân của Lisa là người Việt hay người Úc? À, người Á. người Úc. À, người có quốc tịch Úc. À, tại sao lại hỏi thế? À, nên Lisa lấy chồng không có đơn giản đâu. Ai mà chịu được cái tính của Lisa không phải người đơn giản đâu. Mình không có khó khăn nhưng mà cái tính của mình nó chắc là gái Hải Phòng đó. Đúng không? Chứ còn nếu mà những cái người đàn ông mà nhỏ nhẹ nhặt hay là những cái người mà không có đại lượng hay là cái gì ấy, không sống được với mình. À, người đàn ông là phải ra đàn ông. Chứ không được giặt dẹo rồi hay là ngồi chửi nhau với đàn bà hay là cái gì. Những cái người đấy không bao giờ làm được chồng mình. Không bao giờ có trong mắt của Lisa đâu. Từ lúc bé mình đã thích cái người chững chạc rồi, đúng không? Hình như người đàn bà, con gái nào cũng thế, không có thích những cái người mà người ta nói chung là họ đang kể cái chuyện chuyện xe cổ. Thì nhiều người cứ nói là chứ tại sao mình không mua xe xe bảo hiểm hai chiều, có nghĩa là nó bảo hiểm cho là kể cả người nào mình cứ có xảy ra tai nạn xe là nó bảo hiểm cho mình chỉ đóng cái tiền asset là cái tiền mở hồ sơ đấy. Nhưng nếu khi mà 2 triệu đấy thì khi mà xảy ra tai nạn thì cái người nào là người có lỗi, người nào ví dụ người khác đâm vào mình á, thì người đó phải trả cái tiền đó, thì cái người đúng không phải trả. Đó là lý do tại sao á, nhiều khi người ta đâm nhau á, người ta cứ đụng xe vào nhau nào bắt đầu người ta nhảy xuống người ta cãi nhau để giành cái phần thắng về mình đó. Mua xe bảo hiểm 2 triệu nó có cái lợi nhưng mà nó có cái hại về kinh tế. Tại vì khi mà xe mình mới mình mua bảo hiểm 2 triệu thì ok. Nhưng mà xe mà cũ ấy có mấy mấy ngàn mà trong khi mình đóng mỗi một năm á 1.000 đồng rồi thì mình đi 5 năm á mất mẹ nó 5.000 rồi chẳng hạn như vậy. Nên đi ở bên này á mình thích đi xe cũ là vậy. Đi xe cũ không phải suy nghĩ gì hết, xong rồi đi ra ngoài đường là thoải mái, tại vì mình đi ít, mình không đi nhiều cho nên đi xe cũ nó khoái hơn, nó sướng cái đầu mình lắm. Cái thứ nhất là mình không phải trả góp, cái thứ hai là mình không phải suy nghĩ nhiều. À, chẳng hạn như đi xe mới, ngày xưa mình mới lái xe đó, mình mua xe mới xong rồi lùi xe ra một cái đâm cha nó vào cái gốc cây, xong rồi đi ra chợ mặt như là mất sổ gạo ấy. Đi cái chị bán hàng chị bảo sao tao hôm nay tao nhìn mày như cái con mất sổ gạo, hôm nay bị xe bị đụng tự tự mình đụng xe mình, xong rồi cái xe mới mà cho nên nó đau lắm, xe mình đi xe mới mà nó xước sơn rồi nó móp mép gì ấy, là cái gì nó rất là đau, thế cho nên là đi xe cũ nó sướng ở cái chỗ đấy, nó sướng ở cái là mình đụng quẹt cái gì mình chẳng cần khe gì hết, mình chẳng cần suy nghĩ gì hết đó. Cho nên là mình thì cái tính của mình thích cái gì nó phải thoải mái cái đầu óc mình không phải suy nghĩ, lên giường cái nằm ngủ khò luôn, không phải nghĩ là ồ chết rồi cái xe của mình nó cũ thế này nó thế này thế kia rồi là đi xe cũ sợ người khác người ta chê. Có nhiều người người ta nghĩ như thế đấy, sợ cái giá trị của mình nó bị xuống nên phải đi xe mới cho nó máu. Xe mới thì đương nhiên là sướng rồi, nhưng mà trừ khi mình giàu, đúng không, mình thật là giàu
Chào chị Nisa Vũ yêu gấu cùng anh chị em diễn đàn. Chào tất cả cả nhà nhé. Hôm nay vẫn còn được nghỉ phải không? Hôm qua mình cũng muốn lên trên đây chúc cả nước vui vẻ, nhưng mà hôm qua bận quá không có lên được. Hôm nay ở nhà không đi đâu thì lên đây nói chuyện chơi. Hoàng cũng có một đứa em gái định cư tại Úc đó Lisa. Vậy hả? Ở vùng nào vậy? Định cư ở đây, nếu mà định cư lâu rồi thì cũng cuộc sống bây giờ cũng ổn định rồi, nhưng mà mới sang thì nó vất vả. Chào anh chị. Còn vừa rồi anh Sà nghe thấy ở tiền điện ở Việt Nam tăng giá, thế là nó cái bọn ở bên này nó đau, nó kêu rầm nắng nước lên, nó đau hơn người Việt nữa. người ở bên này thì người Việt Nam chưa kêu rồi nó kêu rầm trời đất nên hộ người Việt Nam, cho nên các bạn cũng nên cảm ơn chúng nó, tại vì nó đau đau dùm cho các bạn, nó đau hộ cho các bạn. Nhưng mà Liên Sào nói cho các bạn nghe là bên này á, tiền điện á, hầu như nhà nào cũng kêu rầm lặng nước lên. Không, tiền điện mùa đông thì phải dùng máy sưởi, mùa hè phải dùng máy lạnh đó, lúc nào cũng 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 tiền điện tiền này tiền kia rất là cao, mà ai cũng kêu hết. Mỗi lần cái bill nó về có cái chị bảo chứ ôi, chị không dám mở bill ra nữa luôn, chị sợ luôn. Đấy, bill nó về là về tới tấp, người nào tại vì nó về là về cùng với nhau mà người nào cũng phải trả, nên mặt ai cũng méo xẹo xẹo này. Có đứa bạn nó bảo chứ trời ơi, thằng chồng tao nó cứ đi về nhà một cái là nó mở mở máy sưởi lên, nó cứ về nhà một cái là nó mở mở máy sưởi máy gì lên, tao đóng mất tiền ga hay tiền điện, nó bảo nó đóng mất 700 đô đó. Ở bên này không chỉ riêng tiền điện đâu, còn tiền ga nữa các bạn. Có những gia đình ấy, người ta dùng sưởi bằng bằng điện, có những gia đình người ta dùng sưởi bằng ga đó. Nhà mình thì mùa đông thì sưởi bằng ga, cho nên ga là nó tăng tốc độ nhanh lắm. Mê hơn nữa, lý do tại sao mà Việt Nam phải tăng giá, tại vì các bạn thử nghĩ xem, ngày xưa mình dùng đèn dầu đúng không, đốt đèn dầu. Mà mình nhớ có cái năm đấy là mình mười mấy hai chục năm về trước mình có về Việt Nam, mỗi một lần mà mất điện á là có người mang cái kẻng đi gõ mấy giờ cắt điện nhá, cắt trong một tiếng thì là cái gì đó. Đấy là cũng là phát triển rồi nhá. Còn cái thời mà mình ở Việt Nam đấy là chỉ có dân phố mới có điện thôi, dân ở dưới nông thôn làm gì có điện, ít lắm. Thế cho nên là mỗi một hôm nào mà mất điện á tại thành phố mà nó nóng mà thì phải cần dùng quạt, có điện để dùng quạt thì mới ngủ được. Thế đêm nào mà mất điện á, cả ngõ đi ra ngoài cửa ngồi ngồi nói chuyện râm ran cũng vui lắm. Cả cái ngõ đi ra hết ngoài cửa ngồi quạt phành phạch này, xong ngồi nói chuyện với nhau, xong bao giờ có điện lại chui vào ngủ tiếp. Đây là những cái kỷ niệm mà mình nhớ rất là mình còn ở Việt Nam á. Xong rồi bây giờ ấy, toàn dân là đều dùng điện hết các bạn. Thì khi dùng điện nhiều thì nó phải cần nhiều cái người phục vụ, đúng không? Người phục vụ rồi xây dựng rồi này kia các thứ, thì đương nhiên nó phải nhiều người dùng thì phải cần nhiều công nhân. Mà cần nhiều công nhân thì phải tiền đâu ra? Tiền đâu ra thì phải tăng lên chứ làm sao, không tăng lên thì các bạn làm gì có điện để mà dùng, đúng không? Ngày xưa chỉ có một hai người dùng thôi thì người ta chỉ cần ít công nhân thôi để phục vụ mọi người. Nhưng mà bây giờ cả nước dùng điện rồi thì đương nhiên cái giá điện và cái sự giống như là phục vụ nhân viên rồi thuê công nhân rồi này kia các thứ rồi là cái gì sửa chữa dây điện rồi này kia các thứ nó nhiều lắm chứ. Thì nếu như mà các bạn muốn cái sự phục vụ nó càng tốt thì người ta phải cần nhiều công nhân, mà kiểu cần nhiều công nhân thì với cái giá đương thời ấy, người ta phải tăng lên chứ, cái chuyện này là chuyện đương nhiên rồi. Giờ cắt điện là nông thôn bọn em được
báo trước bằng tin nhắn. Ồ đấy, thấy không? Rất là hay, cuộc sống bây giờ rất là hay chứ ngày xưa không có điện là ngồi ra vén quần vén áo lên xong bắt đầu đàn ông thì cởi trần, đàn bà thì vén hết quần lên xong bắt đầu ngồi quạt phành phạch ở ngoài cửa, ngoài ngõ đấy. Chỗ em ít khi cắt điện lắm. Chào, chào Phương Nam, chào tất cả các bạn nhé. Bên nước ngoài ăn cắp điện nhiều lắm. Ôi giời ơi, lại nói vụ cắt điện. Nên Sảo nói thật là cái người Việt Nam mình ấy rất là khôn, rất là thông minh và khôn lõi, đúng không? Đi đến đâu rất là sáng kiến, mà sáng kiến trong cái được lợi cho mình thôi, chứ không phải sáng kiến để lợi cho người khác nhá. Những cái vụ mà ăn cắp điện thì thôi rồi lượm ơi. Những cái anh chị mà trồng cần sa đó thì những cái đấy phải ăn cắp rồi, tại vì cái đấy dùng rất là nhiều điện. Mà nếu mà điện mà lên nó quá tải lên nó đột ngột lên nó kinh khủng thì nó biết ngay. Nó bắt ngay, nó bắt được ngay. Ngày xưa chưa có cái vụ là người ta dùng dùng mạng người ta theo dõi là cái khu nào mà cái đại khái là mình kể nó giống như là bây giờ cái chỗ nào nó dùng điện thì cái nhiệt nó lên rất là nhiều đúng không? Nhiều thì nó sẽ để ý vào những cái chỗ đó thì nó bây giờ nó chỉ dùng mạng để nó quan sát thôi. Chứ ngày xưa không có mạng ấy là thì nó không phát hiện được ra thì nó chỉ phát hiện ở những cái người gia đình nào mà dùng điện thật là nhiều 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 gọi là nhiều một cách không được bình thường á. Thì bắt đầu dân quân ta mình nghĩ ra cách là ăn cắp điện đó, cho nên là mình đã nói là người Việt Nam mình rất là khôn lõi, đi đến đâu cũng rất là thông minh, mà thông minh chỉ cho bản thân mình thôi chứ không phải thông minh để giúp đỡ người khác đâu. Nói chung là như vậy. Chân xem chán xem bọn này rồi vì nó có đi được đến đâu đâu. Chào Lê Sa Vũ cùng cả nhà, chào tất cả các bạn. Cô ơi, lòng tham của con người mà vô, chứ thực giá điện của Việt Nam rất rẻ so với thế giới đấy. Đương nhiên rồi, con người mà mình đã nói rồi, cái lòng cái con người không phải riêng Việt Nam mà cái loài người là cái dây thần kinh tham, cái dây thần kinh tham ấy nó bị đứt rồi cho nên nó không có sợ tốt được. Thích về Việt Nam xem đập cho tụt quần chạy. Cô lòng tham của con người là cái dây thần kinh tham của con người nó bị đứt rồi, nó bị liệt rồi cho nên là nó không có dừng lại được, nó không có mấy được, cho nên con người mà đã là con người đi đâu mà không tham, mà ai có can đảm thì cứ việc làm những cái chuyện đó thôi. Đã. Mình không phản đối những cái người đó, người ta cũng giống như là bọn chúng nó tôn vinh Lý Tống là anh hùng đấy, là có nghĩa là không làm được những cái gì mà người khác làm được ấy, là anh hùng. Thế bây giờ mình nói là mấy cái thằng mà nó trồng cần sa hay buôn bạch phiến hay là giết người hay là hiếp dâm ấy, nó cũng là anh hùng. Theo như bọn bà que nó nói thì là anh hùng. Tại vì những cái điều người khác không dám làm mà nó dám làm có nghĩa là nó là anh hùng. Bà que nó bảo, nó bầu thế. Bọn bà que. Chứ còn nói thế này các bạn, ngày xưa mình không có tiền thì mình không có tiền để mua tivi, tủ lạnh hay là computer hay là cái gì dùng về điện. Mình đâu cần phải đóng tiền điện nhiều đâu, đúng không? Nên bây giờ mình mua được cái tivi, mua được tủ lạnh, mua được cái nọ cái kia để dùng trong phục vụ cho cái đời sống của mình hiện đại bây giờ mà tiền điện cũng phải kêu, đúng không? Những cái người ta có này có kia chứng tỏ thì đối với họ cái tiền điện nó chả là cái gì cả, đúng không? Giống như là mình mua được con trâu á
Thì mình phải mua được cái dây thừng. Mình không mua được cái dây thừng để buộc con trâu lại thì mình đừng mua trâu nữa. Mua làm gì cho mất tiền. Giá điện thế giới tăng do Mỹ và Nga tạo ra như vậy. Giá xăng là giá toàn thế giới chứ không phải chỉ giá do Việt Nam, nó lên xuống mỗi ngày ở các bạn. Nó không phải là Việt Nam thích tăng là tăng, thích xuống là xuống. Giá xăng dầu đấy là của toàn thế giới. Giống như là tiền lên thì xăng xuống, mà tiền tiền mà xuống ấy thì xăng lên. Cứ như thế mà tính. Chào cả nhà thân yêu, chào Lisa Vũ, chào chào cái gì? Friends Võ, cũng ở Võ. Friend Coins. Chứ còn giá điện thì nói chung là tùy thuộc vào cái giá điện, là tại vì người ta làm ra thì người ta phải có công nhân, có này kia các thứ để người ta phục vụ cho cái đời sống. Ở bên này những cái tiền phục vụ nó đắt hơn cái tiền điện mình dùng, thấy không? Tiền nước cũng vậy. Tiền nước mình dùng ví dụ 100 á, thì á, tiền phục vụ phải hơn 200 đô. Đó. Tiền nước thì ít, tiền điện thì ít, tiền ga thì ít, nhưng mà cái tiền phục vụ mà nó đưa đến tận nhà mình, cái tiền đó mới là cái tiền đắt. Nhà mình á, cũng phải dùng dùng cái năng lượng mặt trời ấy, cái điện năng lượng mặt trời ấy, bán ra cho nó là cái hãng mình đang dùng này đã bán ra cho nó 11 cent. Đúng không? Mình bán ra cho nó xong nó mua của mình xong nó lại bán lại cho mình. Đại khái là như vậy. Nó mua của mình bao nhiêu xong mình dùng của nó bao nhiêu xong nó lại bán đi bán lại, đại khái là vậy đó. Mình lắp ở trên nóc nhà mấy cái năng lượng mặt trời đấy, mà mỗi một tháng được giảm bốn mỗi một lần điện về là được giảm 40 đồng ấy. Có những người ta lắp sớm ấy thì người ta được giảm nhiều lắm, tại vì cái chính phủ này nó cho thêm tiền. Nhưng mà mình lắp sau thì mình phải trả. Mình chỉ bán được có 11 sen thôi. Còn những cái người trước ấy hình như là được 19 sen hay bao nhiêu sen ấy thì người ta không phải trả tiền điện. Chào tất cả nhà nhé. Thì nói chung là như thế đi, những cái người người ta cái thời buổi bây giờ người ta cần điện làm cái rất là quan trọng. Mà khi mà người ta cần đưa được cái nguồn điện đến nơi mình dùng á thì nó phải cần có công nhân này kia các thứ, rồi lại sửa sang bổ cái gì tu bổ này kia các thứ, chứ có đâu phải đơn giản cứ có điện như là múc của dưới sông đưa lên đâu. Mà đời sống càng ngày nó càng cao thì cái tiền nó cũng cao theo thôi, nói chung là như vậy đi. Còn chúng nó ở bên này chúng nó cứ so sánh người dân nên làm. À, so cái tiền lương của người ta bao nhiêu rồi á, cái tiền điện bao nhiêu. Xin lỗi các ông các bà đi, cái tiền lương ở bên này nó cao nhưng mà cái cuộc sống, cái giá trị hàng ngày nó lại cao hơn gấp bao nhiêu lần, mấy chục lần ở Việt Nam nữa, đúng không? Đó. Cái tiền lương của một người đi làm á, một nửa cho vào tiền nhà rồi. Đó. Tiền nhà đâu có phải chỉ riêng tiền nhà đâu, tiền nhà, tiền bảo hiểm, tiền nọ, tiền kia, tiền đủ các thứ. Đúng không? Có những người ví dụ như là ok, những người thất nghiệp ăn trợ cấp hay là những người già được được tiền của chính phủ, nhưng được cái nó chỉ cho vừa đủ thôi. Nên ví dụ như cái nhà nhà của chính phủ nó tính là nó lấy bao nhiêu tiền đấy, nhưng ví dụ mình cho một người nào khác vào để ở cùng với mình xong rồi mình không báo cho người ta biết đấy, thế nào bị phạm pháp rồi. Rất là nhiều người dùng cái cách là ở nhà của chính phủ xong bắt đầu mua nhà khác, có tiền xong mua nhà khác xong rồi vẫn giữ cái nhà chính phủ đó xong rồi cho mướn, đến cuối cùng nó lục được ra nó phạt cho mấy trăm ngàn, chết chưa. Ở đâu cũng vậy à, nói chung là ở đâu con người cũng 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 tham lam, cũng có những cái cách
riêng của người ta để sống, để phục vụ cho chính cái bản thân người ta. Chứ còn cứ ngồi ở bên này so tiền với bên kia, tiền ở bên kia 100 đô ở đây đổi ra được 100 đô Úc đổi ra được triệu mấy, ở Việt Nam triệu 7, triệu 8, các bạn dùng được bao nhiêu đâu. Nhưng mà ở đây dùng được một ngày, đi ra vừa đi ra một cái đi về 100 không đủ nữa. Cầm 100 ra ngoài không đủ mua đồ ăn nữa. Chính phủ Việt Nam cũng đang khuyến khích người dân lắp điện mặt trời. Lắp cái đấy cũng hay mà, lắp cái đấy cũng tiết kiệm được nhiều lắm. Nếu mà gia đình mà dùng nhiều điện thì nên lắp cái đó. Chứ còn dùng ít ít thì đâu. Như mẹ mình ở Việt Nam ấy, tiết kiệm bỏ xứ được, tiết kiệm điện mà nghe chúng nó kể chuyện buồn cười lắm, nghe mấy đứa em nó kể chuyện cười đau bụng. Còn ở bên này á, các bạn muốn biết điện như thế nào thì hỏi những cái em du học sinh qua đây đi thuê nhà ở đấy, đi xe phòng ấy. Xe phòng là giống như là ở chung với người ta, thuê một cái phòng xong rồi ở chung ấy. Thử đi ra không tắt điện, không rồi đi vào không tắt điện, hay là đi ra không tắt điện, hay là dùng nhiều điện xem mặt chúng nó có sưng hết lên không. Nó nói thật cho các bạn biết là như thế. Ngày xưa có một gia đình, thế mới bảo lãnh cho mẹ bố mẹ chồng qua đây chơi. Thì ông này thì ông bố vợ đấy thì ở bên này lâu rồi, còn bố mẹ chồng á thì là ở Việt Nam qua. Đi toilet ông cũng nhòm, xong rồi không tắt điện, quên không tắt điện thì các cụ già mà đi ra đi vào hay quên, ông cũng nói đó, đó là thông gia với nhau đấy mà sống ở bên này đấy nha các bạn. Rồi á, những cái người mà bên này á, sống người ta cũng tiết kiệm lắm chứ, điện đun các thứ rồi á, nước nữa đó, phải phải khuyên nhau về dùng thùng dùng thiếc này kia các thứ để mà chị lâu có về quê không? Hình như năm nay Lisa chưa về, năm ngoái về rồi. Chị Lisa tuyệt. Về Việt Nam nói chung là về ai cũng muốn về thôi các bạn thấy. Thì xả có share một cái clip lên ấy, những cái người mà ở Mỹ đấy người ta cũng muốn về lắm chứ, nhưng nhất là những cái người già ai mà cũng muốn về, nhưng đâu đơn giản đâu. Không, những người mà ăn trợ cấp của nó chỉ được phép có 2.000 đô trong ngân hàng thôi. Không, thế mà lúc nào cũng về Việt Nam tiền đâu ra mấy cái cụ đó, mà mình nghe thấy có hơn có 100 đô thôi mà nó cắt luôn cái tiền trợ cấp của của người già. Đâu có đơn giản đâu, chỉ cần đưa những cái clip lên như thế là đủ hiểu rồi. Đừng có nghĩ là cứ sang bên này là được ăn thất nghiệp. Thất nghiệp nó chỉ cho những cái người già hay tàn tật, hay là những cái người mà còn sức lao động ấy, nó vần lên vần xuống. Nó bắt phải đi tìm việc làm, rồi nó bắt đến phỏng vấn, xếp hàng dài ra đến cửa ngồi đợi phẹt mặt ra. Sung sướng cái nỗi gì. Đúng rồi, cô ví dụ ở Mỹ đi làm một ngày được 1 triệu. Tiền Việt Nam thì mua bó rau mất 100.000. Còn ở Việt Nam một ngày làm được 100.000 thì mua bó rau 10.000 đâu cũng. Các bạn biết một một chai nước ở bên này á, nếu mà mua lẻ ở bên ngoài á là 2,5 đồng một chai nước. Nước còn đắt hơn là xăng, thấy không? Nước đắt hơn xăng. Đi mua một chai nước uống là 2,5 đồng. 2,5 đồng là bao nhiêu tiền? Bao nhiêu ngàn nhé? Mình không biết tính đâu. 1 đồng là hình như là mười mấy ngàn, mà 18.000 hay 17.000 á, phải không? Thế rồi rau cỏ rau là
mấy à, một mớ bé tí này chỉ một người ăn thôi, là tùy loại rau, loại rau rẻ nhất cũng là đồng rưỡi một một mớ mùa siêu thị, còn rau muống là mùa này hình như thấy cũng rẻ, 5 đồng một cân đó. Đồ ăn đồ uống đâu có phải rẻ, nếu mình ăn kiểu Việt Nam này thì rất là rẻ, cứ ăn một nguồn nồi, mua mua cá về kho thật mặn lên, xong mua thịt về kho thật mặn lên, xong ăn với cơm ấy, ăn cả tuần, ăn như thế thì rẻ. Nhưng mà ăn mà ngon thì đương nhiên ở bên này ăn uống thì không thành vấn đề rồi, thế nhưng mà cái mức sống của nó rất là cao, ví dụ như là nhà cửa này, rồi là những cái bảo hiểm này, những cái gì ở trong trong những cái phục vụ cho cái cuộc sống của mình ấy, nó rất là cao, hình như đứng thứ mấy ấy về đắt đỏ thế giới ấy, các bạn ở bên Úc này. Bây giờ một bát phở bên này nó 13 đồng, ở Việt Nam bao nhiêu đồng một bát phở, cho ăn hai bát đi cũng có bao nhiêu, cho 2 đồng bát đi đúng không? Nói chung là bây giờ cuộc sống ở Việt Nam thì tốt rồi, không như ngày xưa nữa. Chị sống ở đó có bị người ta gây khó dễ không chị? Khó dễ về chuyện gì em? Về chuyện chống cộng ấy à? Trời ơi, chúng nó tự cho chúng nó nả mạnh chứ, chúng nó đâu có nả cái lông gì đâu em ơi. Những cái người á, người ta không để ý đến chính trị, mà người ta chỉ chui vào đó, những cái người mà người ta hàng ngày người ta đi làm là người ta không có thời gian. Còn những cái người mà rách việc á, mà rảnh rỗi mà không biết chơi với ai, chỉ đâm đầu vào cái bọn chống cộng đấy, thì họ không hiểu cái gì về cuộc sống ở chính ở đây, họ không hiểu gì về luật pháp, về chính trị hết. Cho nên là có những cái đứa nó nghe lời cái bọn chống cộng á, nó đi nó đe dọa người này người kia. Đó, thế 2 đô một tô phở VIP, VIP. Đó. Thì cho ăn hai tô đi cũng mở ra rồi, cũng hết hết cỡ rồi, cũng có 4 đồng, ở bên này 10 mấy đồng. Xong rồi quay ra chúng nó lại bảo là người ta làm 1 tiếng này ăn ăn được một bát phở hay là cái gì. Ở bên Việt Nam là tính tháng phải không? Còn ở bên này là tính tính giờ. Mà 1 giờ ấy là người ta làm được bao nhiêu, còn phải đóng thuế nếu mà làm chính thức, còn làm tiền mặt ấy thì nó khác. Làm tiền mặt thì sau này tiền hưu mình chẳng được hưởng cái gì cả, không có tiền hưu. Còn những người đi làm ấy, sau này người ta về người ta có một số tiền, ví dụ như người ta chưa trả hết được tiền nhà, người ta cho vào tiền nhà, người ta trả cho tiền nhà. Nhà đây là phải thuê phải mua một cái nhà là phải trả trong vòng 30 năm các bạn nhé. Nếu mà mình có nhiều tiền mình đặt cọc ấy thì cái tiền một hàng tháng mình trả ít đi, nhưng mà mình có ít tiền ấy thì mình phải trả nhiều lên đó. Thì nếu như mà tính ra thì cái người mà mua nhà và cái người thuê nhà trả tiền cũng bằng nhau, nhưng mình mua nhà có lợi là là cái tài sản đấy là của mình, hàng tháng mình cho tiền vào đấy thì là của mình, nhưng mấy cái người đi thuê nhà đó thì hàng tháng họ phải vứt cái số tiền vào thùng rác đó, nó không có là của mình nữa, mà mình lại nay đây mai đó. Cho nên mình á, từ trẻ cho đến già mình luôn luôn có cái suy nghĩ là cho dù mình làm cái gì thì làm mình phải có căn nhà trước đã, đúng không? An cư rồi mới lập nghiệp, cho nên là làm cái gì mình cũng phải mua nhà đã rồi tính sau, đúng không? À, mình cũng được may mắn. Phở Việt Nam chỉ 20 đến 30 ngàn là hơn 1,5 đồng Úc thôi chị. Đó.
Mà các bạn biết không, ở Việt Nam á, làm ăn rất là dễ, cho nên là mình cứ thích làm á, ví dụ như thích bày bán một cái tiệm gì là mình bày ra thôi. Chứ là bên này nó không đơn giản như vậy đâu. Muốn mở một cái tiệm để bán á, nó đủ các thứ, đóng đủ các thứ, không có khách á, chỉ có sập tiệm thôi. Bên này làm ăn không đơn giản như Việt Nam đâu, cho nên bây giờ ai mà tranh thủ á, mà làm á, ở Việt Nam sau này nó cũng sẽ dùng cái cách ở bên này. Cái cuộc sống, đời sống nó thoải mái rồi thì người ta sẽ tìm cách để người ta quản lý cái nhà nước, đúng không? Thì cũng giống, sẽ giống như bên này thôi. Bởi vì bên này bây giờ Việt Nam nó cũng chưa đến cái đạt được cái mục đích đó, cho nên người ta vẫn để cho người dân buôn bán thoải mái, đúng không? Còn sau này nếu mà nó ổn định cái cuộc sống rồi, người ta sẽ cho vào quy củ. Bây giờ cái cuộc sống mình nó chưa đạt đến 100% thì mình phải thả ra để cho cái người dân người ta sống, người ta thoải mái chứ. Mình lấy cái đơn giản như ở bên này thôi. Những người ăn trợ cấp á, mà trốn đi làm ăn tiền mặt á, trốn rồi than rồi này kia các thứ, các bạn nghĩ là chính phủ nó không biết đâu, nó thừa biết. Nó thừa biết nhưng mà nó không đủ khả năng để nó đi theo dõi từng người một, đúng không? Đi thuê một cái thằng để theo dõi một cái thằng ăn trợ cấp đi làm để ăn thất nghiệp á, thì nó sẽ mất tốn nhiều tiền hơn là người ta cho cái thằng đấy cái số tiền thất nghiệp đó. Cho nên người ta không làm được, người ta không thể đi thuê một cái thằng để đi theo dõi một cái thằng ăn trợ cấp rồi trốn đi làm tiền mặt. Bởi vậy cho nên người ta cứ thả, tao biết mày là gian lận đấy, tao cứ để cho mày gian đi, gian rồi có tiền mua nhà, mua cửa, mua này mua kia. Bắt đầu nó mới, khi mà anh giàu lên rồi, anh tham được rồi, anh làm được nhiều rồi, bắt đầu anh có nhà có cửa có tiệm có này có kia, bắt đầu nó mới gõ lên lên đầu anh, bắt đầu nó mới lục ra. Năm này mày đi làm năm này như này như này, bắt đầu nó mới lục ra, nó mới lôi ra, xong bắt đầu nó bắt mình trả từ từ. Đó đó là bên này. Hoặc những cái người mà buôn buôn cần sa, buôn bạch phiến, không phải là nó không biết đâu, nó biết đấy, nó vẫn thả cho mày làm ấy. Mày làm giàu tao mới tóm được mày, tao mới tóm mày, nó vừa phải thì ok, quá đáng quá là nó túm cổ. Đó là xã hội. Việt Nam không có thuê bán phở đâu chị. Cho nên mình mới nói ở Việt Nam làm ăn rất là dễ, nếu mà người ta chịu khó buôn bán làm ăn, nghĩ cái gì cũng làm ra tiền. Chỉ cần mình về mình chỉ để ý một cái cô ấy ngồi, cô ấy gội đầu ở nhà thôi, chồng đi làm gội đầu. Mà các bạn biết vào trong đó gội đầu bao nhiêu tiền một tháng một người? Con đi làm về. Mà nhiều khi mình đến, mình muốn từ nhà mình chạy qua có mấy bước thôi, và nhiều khi mình muốn qua gội đầu mà phải còn đợi nữa, thì mỗi một người hình như là bao nhiêu ngàn á. Thì các bạn nghĩ xem một ngày người ta kiếm được bao nhiêu tiền, mà người ta đâu có phải đóng thuế đâu. Đó. Chả phải trả đồng thuế, là mình hỏi phỏng vấn hẳn cái người đó, em có phải trả tiền thuế gì không? Không, em chả trả tiền thuế gì cả. Còn ở đây á, mình muốn mở một cái tiệm gì, ok, nó cho đồng ý cho mình vào vào mở trong nhà, gội đầu, cắt tóc, cái gì cũng được. Mình phải mua một cái biển ở ngoài, mua cái đăng ký cái gì của mình đấy, cái việc làm ăn của mình đó. Đăng ký xong, trước khi đăng ký phải ra khu phố xin giấy, khu phố nó mới cho người xuống, nó mới kiểm tra xem là cái khu vực này mình có đủ tiêu chuẩn, cái nhà của mình có đủ tiêu chuẩn để làm cái công việc này không, rồi vệ sinh an toàn rồi này kia các thứ, nó kiểm tra, bắt đầu nó mới cho phép mình làm, cho phép mình làm. Rồi mỗi năm mình phải trả cái tiền cho cái tên của cái tiệm của mình đó. Mình không phải trả cái chỗ mướn như là người ta mở tiệm, nhưng mà mình phải trả cái tiền mà hàng năm mình để cái biển ra ngoài cửa rồi
cái đó là cái cơ cái gì cái business của mình, cái việc làm ăn của mình là hàng năm mình phải đóng, chưa tính đến cái tiền thu nhập, đúng không? Rồi mình phải khai cái tiền thu nhập của mình hàng năm nữa đó. Bây giờ mình dùng tiền mặt thì làm sao mà nhà nước người ta quản lý được là mình thu nhập bao nhiêu, nó đâu có biết là mình thu nhập bao nhiêu. Nhưng mà do mình khai nhiều ấy thì mình được lợi, có cái lợi, mà mình khai ít thì cũng có cái lợi. Mình không khai, mình nói là một năm tôi làm dưới cái mức thu nhập thì không phải đóng thuế, không phải đóng thuế. Nhưng mà khi mình muốn đi mua nhà, mua cửa, mua xe, mua cổ thì không ai cho mình vay tiền hết, tại vì cái mức thu nhập của mình nó quá ít. Thế nếu mà mình khai nhiều ấy thì mình phải đóng thuế cho nhà nước, cho nên là cái guồng máy ở bên này nó là như vậy, các bạn hiểu không? Đó. Mình khai nhiều hay khai ít tùy mình, nhưng mà mình khai nhiều mình được lợi cái gì, mà mình khai ít mình được lợi cái gì. Mình khai ít thì mình được lợi trực tiếp là mình không phải đóng thuế, mình làm mình cứ đút tiền vào túi thôi. Thế nhưng mà mình không có cái sự tin tưởng với nhà băng, với ngân hàng. Thì bây giờ mình ra mình bảo bây giờ mình muốn mua một cái nhà, muốn mua một cái xe, mình muốn đầu tư, nhưng mà ra ngân hàng nó không cho mình vay, tại vì mình không có bằng chứng là thu nhập của mình cao cao đủ để mình mua nhà. Nó đơn giản như vậy thôi, cho nên cái guồng máy ở bên này nó là như thế. Còn Việt Nam bây giờ, tại vì người dân vẫn còn người nghèo, cái mức đó nó chưa nên đến tất cả mọi người đều như thế, thì cho nên cái guồng máy của người ta chưa thể nào làm được như ở Việt ở bên hải ngoại, các bạn hiểu không? Chứ nếu mà người ta tóm chặt vào cái tiền thuế, tiền này tiền kia để người ta làm y y như bên này á, xin lỗi, những cái người dân bình thường chỉ có chết đói thôi nhá, mình nói là như vậy. Việt Nam em thấy là tự do và ok nhất chị ạ. Đương nhiên mình ở bên này mình cũng thấy, tại vì nhiều cái bọn ba que ở bên này nó cứ nói là ở bên này không có tự do, chúng nó nói chúng nó tự do chỗ nào và không được tự do chỗ nào, hỏi chúng nó xem tự do cái gì và không tự do cái gì. Nó bảo tự do ở Việt Nam không có quyền nói, chúng nó ở bên này không, nó nói cái gì, chúng nó thử ra ngoài chúng nó nói như chúng nó nói ở sang đây sướng lắm, mà người người chính phủ nó no hết cho ăn trợ cấp này kia các thứ, xem nó vả cho vỡ mồm không? Tại vì cái người dân của nó phải đi làm, nó phải đóng thuế, mà đi sang đây hô hào bên này sướng lắm, chính phủ nó no cho từ đầu đến chân rồi, không có tiền thì đi ra ăn thất nghiệp, nó vả cho các rơi hết cả răng ra chứ. Ở đấy mà tự do, bố láo với thế. Tại vì nó nói tiếng Việt mà đây người ta nói tiếng Anh thì người ta đâu có hiểu các ông các bà nói cái mẹ gì đâu, các ông các bà cứ thoải mái mà nói. Nhưng mà khi mà các ông các bạn cứ thử nói tiếng Anh như những cái gì mà tuyên truyền ở trên 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 mạng này cho người người Tây nó nghe xem có dám há mồm nói không, nói nó tát cho vỡ mồm, nó tát cho sưng môi rồi. Đúng không các bạn? Bây giờ thử hỏi chính những người Việt Nam nhé, các bạn có đồng ý bây giờ mình cứ đi làm xong bắt đầu có người không cứ được ăn trợ cấp đi, ví dụ ở Việt Nam được ăn trợ cấp xong ai cũng còng nâng lên làm từ sáng đến tối, xong có người đi ra cứ ôi ơi không cần đi làm mà chính phủ lo cho hết rồi, cứ ngồi ăn trợ cấp, các bạn có chịu không? Đúng không? Nói suy từ mình ra thôi, đơn giản vậy thôi. Cho nên là ăn trợ cấp sang đây được ăn trợ cấp thì thôi im cha nó đi cho xong đi, đừng có khoe ra nữa, khoe ra xấu hổ. Nhiều người á ăn trợ cấp hàng bao nhiêu mấy chục năm xong rồi đi làm được có mấy tháng xong mà quay ra con tao làm để nuôi mấy cái thằng thất nghiệp, mẹ mấy hôm sau đâm bố nó vào xe, bây giờ ngồi một góc cũng ăn thất nghiệp thì em sao. Cho nên là con người đừng có mạnh mỏ,
mấy cái ông già bà già sang đây được ăn trợ cấp ok, những cái người sang đây được ăn trợ cấp ok, cảm ơn cái những cái nơi này, mình may mắn mình sang đây mình sống sướng hơn những người Việt Nam. Im bố mồm đi, đừng có há mồm mà nói nữa. Đừng khoe ra ăn trợ cấp có cái mẹ gì đẹp đâu mà khoe. Một là bất tài, hai là vô dụng thì mới ăn phải ăn, cho nên là ăn thì cơm cha mồm đi còn khoe ra nữa. Đúng không? Nên là những cái người thôi sang đây rồi an hết phận rồi, mình được may mắn mình qua đây không có cái ngày giải phóng Việt Nam ấy, làm sao các ông các bà có cái mặt ở bên này, cho dù cái miền Nam ấy, cái bọn Việt Nam Cộng Hòa nó có thắng đi chăng nữa, những người giải phóng quân người ta có để im cho chúng nó thắng đến bây giờ chúng nó có được yên không đó. Cho nên là được sang Mỹ sung sướng thì là phải cảm ơn cộng sản, đơn giản vậy thôi. Có nhờ có cộng sản thì mới được qua Mỹ, qua Úc, qua này qua kia mà sống. Những cái người vượt biên nó cũng chính quyền nó cũng mắt nhắm mắt mở chứ, làm sao các vị có thể vượt biên được, vượt làm sao được, cái người ta cái cuộc sống và cái thời kỳ đó nó phải như vậy để cho có ngày hôm nay, không có ngày xưa làm sao có ngày hôm nay. Chính quyền nó mắt nhắm mắt mở vẫn để cho các ông các bà vượt biên chứ, không nó lộ liễu quá bây giờ làm sao, đúng không? Chứ còn nó không làm sao các ông các bà vượt biên được, xin lỗi đi. Cái bọn bọn cái gì Đông Tiến một Đông Tiến hai, cái bọn Hoàng Cơ Minh ấy vừa mới về Việt Nam cái bị tóm gọn rồi, đi đường rừng đường núi ấy. Làm sao mà các ông các bà vượt biên được, xin lỗi đi. Cho nên là tôi sang được đây tôi cảm ơn cộng sản chứ không phải cảm ơn ai hết. Sang đây để đòi lại, chúng nó sang nhà mình chúng nó phá nhà mình, bây giờ mình sang đây mình đòi lại, nó đâu bồi thường chiến tranh cho Việt Nam đâu. Cho nên chẳng qua nhận tị nạn cũng là một hình thức bồi thường chiến tranh cho người Việt Nam, cho nước Việt Nam rồi. Tóm lại một cục là như vậy đi. Ok, vậy đi nhá các bạn. Nói đến đây thôi, hết hết đề tài rồi. Chào tất cả các bạn nhé, chúc mọi người một ngày hôm nay mùng 1 tháng 5 ngày ngày gì đó được nghỉ lễ phải không? Chúc mọi người vui vẻ nhá. Rồi, gặp nhiều may mắn, luôn luôn khỏe mạnh, bảo vệ sức khỏe, đầu tư sức khỏe, thể dục thể thao. Ok. Ai muốn lên đây? Chị ơi, xã hội mình còn nhiều bất cập. Nguyễn Công đấy. Chị ơi, xã hội mình còn nhiều bất cập nhưng bản chất vẫn vì dân chị à. Đúng rồi. Hết đề tài, chị mời các anh lên nói chuyện. Anh nào muốn lên nói chuyện. Em chúc chị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Ok. À, cảm ơn em nha, Nguyễn Thị Loan. Chúc tất cả các anh chị em ở Việt Nam cũng vậy nhé. À, gặp nhiều may mắn, luôn luôn vui vẻ. Là đàn bà, con gái thì luôn luôn cười, cười nhiều cho trẻ. À, đừng suy nghĩ nhiều. Quốc tế lao động chị. Ok. Chị nhiều khi không đi làm á, ở nhà ngày nào cũng chẳng biết nữa, chả để ý, cứ cắm đầu vào xem phim Facebook rồi mạng rồi này kia các thứ, nhiều khi hỏi cũng chẳng biết ngày gì vào ngày gì nữa, mình cũng chẳng để ý nữa, cái tính của mình vậy. Những cái gì tiền để đâu thì cái đó không quên rồi, nhưng mà những cái gì không có liên quan đến mình là không, ít khi để ý lắm, cho nên cái đấy cũng không tốt đâu. Chúc chị luôn vui, luôn trẻ, có sức khỏe, nên chửi đám chống cộng cực đoan chơi nha. Ok, cái đấy cũng là cái thú vui của mình mà. Đâu có cái gì buồn buồn là cứ lên đây chửi ba que rồi xem có cái đề tài gì hay hay thì mình nói thôi.
Nhiều khi không có ba que mình cũng buồn lắm. Tại mình chửi mà nó không chửi lại mình thì mình chửi mình cũng chán đúng không? Vui vẻ, hạnh phúc, mạnh khỏe. Ok, cảm ơn tất cả mọi người nhé. Chúc tất cả các bạn vui vẻ, mạnh khỏe. Bye bye.